cái phim này nó được lấy ý tưởng từ cái việc là thứ nhất là cái phim truyền thống của Việt Nam, thứ hai là nó mang một cái hình dáng giống như cái cốc giấy. Thì cái cốc giấy này nó rất là thân thuộc với cả khách hàng và nó có rất là nhiều những cái cải tiến ở trong cái thiết kế của nó để giúp cho người dùng có một cái trải nghiệm dễ dàng hơn trong cái việc pha cà phê. Nếu mọi người pha cà phê phin bằng cái phin không của mình ạ, nếu mà là cà phê đen ấy, thực sự là nó sẽ khó uống với cả một số người đúng không ạ? Nên sự lựa chọn các mọi người là sử dụng một cái giấy lọc của bóng pha cà phê tên là Calita Way. Thì em gọi cái này gọi là cái tân cổ giao duyên ấy. Thì nó sẽ tạo ra một cái trải nghiệm, cái hương vị rất là mới cho mọi người. Le café filtre vietnamien se vend aujourd'hui au salon de Starbucks en 2015. Pour la première fois, Starbucks a proposé du café africain originaire de Dalat dans ses établissements du monde entier. En janvier 2018, le café réserve Vietnam Dalat a adhéré à la chaîne de café Starbucks Vietnam. C'est la deuxième fois qu'un café de Dalat choisissait de travailler avec la marque Starbucks Vietnam. Le café réserve Vietnam de Dalat est fortement apprécié par les clients de la chaîne Starbucks Vietnam. Starbucks a ouvert un premier café à Ho Chi Minh-ville, une ville dynamique, au climat chaud et ensoleillé toute l'année, où les gens aiment le café. Maintenant, Starbucks compte 8 magasins dans la mégapole du Sud. Après Ho Chi Minh-ville, Starbucks est parti à la conquête de Hanoï, un marché difficile à satisfaire. Starbucks a créé un espace convivial et ouvert. Sur le marché vietnamien, Starbucks a dû rivaliser avec de nombreuses autres marques. Mais, selon Patricia Mac, chacun a son propre style. Selon elle, avec sa population de plus de 90 millions de personnes, dont 50% de jeunes, le Vietnam offre de grandes opportunités aux compagnies de café comme Starbucks. Mỗi cái khoang miệng của mình nó sẽ có một cái xúc giác riêng để mình cảm nhận.